này thiện hiện nếu đại bồ tát rõ biết như thật tướng pháp giới của bốn tịnh lự rõ biết như thật tướng pháp giới của bốn vô lượng bốn định vô sắc thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng Pháp giới của tám giải thoát, rõ biết như thật tướng Pháp giới của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng Pháp giới của bốn niệm trụ, rõ biết như thật tướng Pháp giới của bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát rõ biết như thật tướng pháp giới của pháp môn giải thoát không rõ biết như thật tướng pháp giới của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát rõ biết như thật tướng pháp giới của năm loại mắt rõ biết như thật tướng pháp giới của sáu phép thần thông thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát rõ biết như thật tướng pháp giới của mười lực phật rõ biết như thật tướng pháp giới của bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát rõ biết như thật tướng pháp giới của pháp không quên mất rõ biết như thật tướng pháp giới của thánh luôn luôn xả thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng pháp giới của trí nhất thiết, rõ biết như thật tướng pháp giới của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật, tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát rõ biết như thật tướng pháp giới của tất cả pháp môn đà la ni, rõ biết như thật tướng pháp giới của tất cả pháp môn tam ma địa thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát rõ biết như thật tướng pháp giới của quả dự lưu rõ biết như thật tướng pháp giới của quả nhất lai bất hoàn a la hán thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát rõ biết như thật tướng pháp giới của quả vị độc giác thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm được quảng diễn